Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như thân mến chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, người Việt Nam có câu là nghèo mà sang hay là tiền ít mà đòi hít nhiều thơm để chỉ cái cách chi tiêu hoang phí của người Việt, dù Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia nghèo và tụt hậu nhất thế giới. Vậy thì người Việt xài sang tới đâu và nước Việt tụt hậu tới đâu là chủ đề của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta kỳ này. Và nói về tụt hậu đó thì vừa qua đó là Viện Kinh tế Việt Nam đã có so sánh về hai chỉ tiêu GDP của công nhân và về GDP của nhân công nông nghiệp đó. Thì kết quả cho thấy là sản xuất nông nghiệp được coi là một thế mạnh của Việt Nam. Và trong bảng xếp hạng các quốc gia xuất khẩu gạo, cà phê, dệt may, thủy hải sản này kia đó, thì là Việt Nam đều là đứng vị trí nhất nhì hết. Dạ. Thì năng suất lao động ngành nông nghiệp vẫn là có lẽ là tăng đều đặn trong 20 năm qua. Nhưng mà việc so sánh tỷ lệ giữa giá trị gia tăng nông nghiệp và nhân công Việt Nam đó với một số quốc gia hay là một số nhóm quốc gia nào khác đó thì lại cho thấy là nền nông nghiệp Việt Nam đang ngày càng tụt hậu đi. Dạ vâng, cũng theo Viện Kinh tế Việt Nam đó thì là tính từ năm 2015, Việt Nam phải mất lần lượt là 10, 12 và 17 năm nữa để mà có thể vượt qua cái mức tăng trưởng GDP đầu người của Trung Quốc hoặc là Thái Lan hoặc là Malaysia. Những cái nước kia thì họ đã đạt được ở cái mức năm 2011 rồi. Trong khi GDP bình quân đầu người ở cái mức thấp đó, thì cái nền kinh tế nó tụt hậu ở ngay cả những cái lĩnh vực có thể có thế mạnh là nông nghiệp, thì cái mức độ chi tiêu của người Việt mình thì lại phải nói là hơi giật mình chút xíu. Dạ, đáng là giật mình. Mặc dù ngân sách khó khăn nhưng mà mỗi năm nhà nước vẫn chi ra tới gần 13.000 tỷ đồng cho 40.000 xe ô tô công. Rồi ít nhất 7 địa phương được duyệt là xây tượng đài. Trong đó có tượng đài nghìn tỷ ở Sơn La. Rồi thì tỉnh này lên phương án xây trụ sở với mô hình là tháp đôi ước tính 15.000 tỷ đồng. Thì tỉnh kia lại xin hỗ trợ chi phí để xây trung tâm hành chánh 10.000 tỷ, toàn là tiền tỷ không. Phải xin nhắc lại chị. Tại vì nghĩ là kể tới mai chứ cũng không có hết tất cả những cái dự án này. Nợ công thì càng ngày càng phình ra. Còn ngân sách nhà nước thì ngày ngày càng teo tóp lại. Thì người dân họ è cổ ra để mà trả nợ mấy cái... Thật sự mà nói rất nhiều thế hệ lắm cũng vẫn chưa xong. Nghe công trình nào cũng tiền tỷ, trong khi xây một chiếc cầu bắc qua suối cho học sinh ở vùng quê nghèo đến trường chỉ tốn có vài chục triệu thôi, nhưng mà lại quá tầm so với cái cách suy nghĩ của các quan chức nữa. Thì không chỉ nhà nước xài sang mà người dân Việt Nam họ cũng xài sang. Thì người Việt bây giờ đua nhau xài iPhone mà phải mới nhất nha. Hòa Ái có gặp một người du lịch qua đây đó, là khi mà iPhone 6 Plus vừa ra đó, là họ gọi qua nói là phải mua và phải 128GB mới chịu. Nhưng mà Việt Nam ở trong cái cơn bão giá thì có một số người vẫn mua sắm thoải mái vì lạm phát không có ảnh hưởng được cái thói quen tiêu dùng của họ. Nhưng mà mấy ai biết rằng là cái thói xài sang của họ đó đang trở thành một cái gánh nặng của nền kinh tế đất nước, nơi mà người nghèo thì vẫn chiếm đa số bởi cái hàng hóa xa xỉ thì họ xài là cái hàng nhập khẩu. Nhập khẩu cao cấp nữa. Tăng tiêu dùng nhất là từ nguồn nhập khẩu thì sẽ làm đảo lộn cán cân thanh toán vĩ mô. Hàng xa xỉ tại Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài thì đã và đang tăng trưởng rất là mạnh. Các loại mặt hàng túi xách cao cấp như là Cartier hay là Louis Vuitton hay là Gucci thì đều có mặt tại các trung tâm thương mại lớn nhỏ ở khắp cả nước. Thật ra xài iPhone hay là xài túi hàng hiệu này kia đó thì không có đáng là bao đâu. Tại vì người ta còn chi hàng triệu đô la vào những cái chiếc xe hơi hạng sang nữa, triệu chị Diễm Thi. Thì báo chí nước ngoài từng có nhiều bài viết về thị trường xe hơi hạng sang được nhập khẩu vào Việt Nam nè. Mercedes hay là BMW đó thì bây giờ chỉ là chuyện nhỏ trong giới chơi xe ở Việt Nam mà thôi. Nếu như Hòa Ái nói là những vài năm trước đó thì là Mercedes, BMW còn thống trị ở cái thị trường xe ở Việt Nam. Thì gần đây á, thì bây giờ là có Rolls, rồi Porsche, rồi Audi, Lexus, Infiniti, rồi Lamborghini. Phải nói là cái lượng xe hơi bán tại Việt Nam bây giờ nó tăng gấp đôi trong 2 năm, từ 9.500 chiếc vào năm 2012 nha, lên đến 21.700 chiếc năm 2014. Và phải là công nhận là người Việt quá giàu và xài quá sang. Nhưng mà thật ra nhiều xe có đường đâu đi hả? Đường nhỏ xíu à? Thì kẹt xe. Mà qua những điều mà hai bạn vừa nói thì rõ ràng là cái khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam quá lớn và số người giàu thì tăng nhanh quá, trong khi mà mặt bằng chung của đời sống người dân thì vẫn thấp. Thì điều đó cho thấy rằng là lợi ích đang tập trung vào một nhóm người. Mà một quốc gia có nhiều người siêu giàu tăng nhanh nhưng mà đại bộ phận người dân thu nhập thấp thì phản ánh cái sự không minh bạch. Thì Việt Nam đó là một nước xã hội chủ nghĩa và do Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo. Thì nhưng mà người dân thì họ lại thích là
tư bản mà thôi. Kể cả tầng lớp lãnh đạo Việt Nam cũng vậy. Thì cứ nhìn vào tầng lớp lãnh đạo thì thấy là ai cũng nhà cao cửa rộng, biệt thự hoành tráng ha. Con cái thì quyền cao chức trọng, rồi đi du học thì ở các nước tư bản. Thì đến chữa bệnh hay là sanh con cũng đi ra nước ngoài. Thì nếu như vậy thì thôi, tốt hơn thì thôi dừng lại ở chủ nghĩa tư bản luôn đi, khỏi phải quá độ lên xã hội chủ nghĩa nữa. Lúc nào cũng phải có cái đuôi xã hội chủ nghĩa làm sao. Theo thì phải theo hết. Có dân chủ, nhân quyền và bình đẳng chứ. Nhưng mà như vậy thì lại mất đảng rồi sao? Nói vậy thôi chứ để người Việt bớt xài sang thì cái mặt bằng chung cả nước còn nghèo, thì có lẽ là người Việt phải bỏ cái suy nghĩ là thấy người giàu đó thì đừng có ganh, thấy người nghèo thì đừng có khinh, có khinh. Dạ, nhưng mà khó lắm chị Như. Chứ hãy nhớ cái hồi tuần trước đó thì dạ, có nghĩa là xài quá sang đi, cho nên bây giờ là tỉnh Bạc Liêu với lại Cà Mau, có nghĩa ngân sách nhà nước bây giờ cũng vỡ nợ rồi. Cho nên thì thôi cứ mặc sức mà xài. Diễm Thi Hòa Ái và Trân Như thân mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.